Ngày mặc đồ sáng ông đi, nay anh thấy em đã đỡ bụng bớt to. Trời ơi, phụ nữ mà được chồng khen là nhất luôn. Chiều gan. Rồi bây giờ một vòng, à đây đưa tay chườm gan, chườm gan, chườm gan đúng không ạ? Chườm gan. Chườm gan rồi đúng không ạ? Bây giờ chườm gan thấy sao ạ? Đây về bà bất chợt hỏi thử xem nào. Nói chườm gan xem, trả lời kết quả xem thấy chườm gan. Thấy nhẹ không? Thấy người nhẹ nhàng, khỏe ngon. Chùm cũng lâu rồi đó, kỳ trước vô học cái là mua đồ về chùm luôn tới giờ. Mà chườm được bao nhiêu lâu ạ? Cũng mấy tháng là cỡ 2 tháng rồi hả tính. Kỳ vô đây là 2 tháng. Dạ. Và sau 2 tháng chườm chị cảm nhận cơ thể thấy sao ạ? Thấy nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Dạ. Ngủ sao chị? Ngủ ngon. Chùm vô là ngủ liền. Tối 9 giờ mà bữa nào mà không chùm đó là không ngủ được, chằn chọc cái ra cái lấy đá nướng đồ lên cái là ngủ luôn tới sáng. Sáng ngủ dậy thì là mình nói thật. Dạ, mà sáng dậy, lúc mà sáng ngủ dậy chị thấy sao? Thấy nó khỏe, nhẹ nhàng. Tức là sáng dậy là nghe dạ. Sảng khoái ha? Chùm biết làm như ghiền luôn, mà tới giờ cứ làm cái chùm buổi tối. Dạ. Rồi. Chùm tối ngủ luôn. Chùm vô nệm. Chị chườm chưa? Dạ, chườm rồi, thấy nó nhẹ người. Nhẹ người, chị chườm được mấy hôm rồi? Được 2 ngày. À, chườm được 2 ngày rồi. Mới đi học mà đúng không? Mới khóa này. Nhẹ người ha. Rồi ai chườm gan nữa ạ? Đó. Dạ. Thấy sao ạ? Dạ chùm mình thấy nó cũng nhẹ nhàng, đi ngủ dễ, nhưng mà sau khi chùm nó khoảng nó uống say sẩm hơi chùm bất mạnh chùm nửa tiếng một. Nghe nó phê phê hả? Dạ. Ngứa ngứa hả? Nó là nó hơi ngứa cái da. Nó cứ ngứa ngứa cái da. Mà ngứa ở cái vùng nào ạ? Ví dụ mình đang chườm á, cái em lấy lotion em thoa cái em chườm lên á, bớt ngứa. Dạ. Nó ngứa ngứa gần rồi. Dạ. Mà sau khi mà ngứa xong bây giờ thì thấy sao? Thấy à, mỗi lần á thì mỗi ngày đi tiêu hóa có một lần mà giờ chườm tiêu hóa được 2 lần. Mà ngay con bụng có nó nhẹ không? Mà bụng nó cái tan nó hết. Hồi vỗ tay nói, chà bụng này to quá, bữa nay anh xả anh thấy em xuống rồi đó. Chườm mấy hôm mà chồng đã khen rồi. Từng này là từng thứ hai. Tức là chườm được 8 ngày rồi. Bữa 18 đến nay á. Bữa 18 đến nay là chườm được 8 ngày rồi. Dạ. Yeah. 8 ngày mà đã được chồng khen đẹp thì kìa, mọi người ơi có ủng hộ không? Chườm gan có 8 ngày mà chồng đã để ý là có vòng eo rồi đấy. Tối 16 8 á, 8 giờ không ăn tới 12 giờ, giờ đi là không ăn luôn nè. Sáng giờ uống 2 chai nước lạnh, lít nước rồi đó. Mà uống nước ấm chứ không ai uống nước lạnh nữa. Không uống nước lạnh, con nấu nước để ngồi uống. Ngày mặc đồ sáng ông đi, nay anh thấy em đã đỡ bụng bớt to. Trời ơi, phụ nữ mà được chồng khen là nhất luôn. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.